Hướng dẫn cuộc sống ở Fukuro, Nhật Bản. Phương pháp phân loại rác và cách vứt rác. Ở Nhật Bản, rác được thu gom theo từng loại. Các lợi ích. Bằng việc phân loại và thu gom, rác có thể được tái chế, môi trường có thể được bảo vệ. Nếu tuân thủ đúng các quy tắc, bạn sẽ có mối quan hệ tốt với người dân địa phương và góp phần làm cho môi trường sống tốt đẹp hơn. Mỗi thành phố có quy tắc riêng để phân loại rác. Người dân sống ở thành phố Fukuroi phải tuân thủ theo các quy tắc của thành phố Fukuroi. Trước hết, có hai loại, rác được thành phố Fukuroi thu gom và rác không được thành phố Fukuroi thu gom. Ví dụ như bánh xe, xe máy, TV, máy giặt là rác không được thành phố Fukuroi thu gom. Với loại rác không được thành phố Fukuroi thu gom, bạn phải trả chi phí cho công ty chuyên môn để họ xử lý. Rác được thành phố Fukuroi thu gom chia thành hai loại là rác cháy được và rác không cháy được. Rác không cháy được gọi là rác tài nguyên hay còn gọi là rác bồi lấp. Rác tài nguyên ví dụ như lon nhôm, lon thép, pin khô, nồi chảo, xe đạp, rác có biểu tượng tái chế. Rác bồi lấp ví dụ như bật lửa hay chai lọ thủy tinh. Rác tài nguyên và rác bồi lấp có rất nhiều loại khác nhau. Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi vứt rác. Khi không hiểu, hãy hỏi chủ nhà hoặc ủy ban thành phố nơi bạn đang sống. Rác cháy được, ví dụ như rác sinh ra từ bếp, giấy bẩn, rác làm từ các vải vóc, rác làm từ gỗ, sản phẩm da, rác không có biểu tượng, nhựa được tái chế. Rác cháy được có rất nhiều loại. Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi vứt rác. Hãy bỏ rác cháy được vào túi được quy định của thành phố Fukuroi bán tại các cửa hàng. Nếu không cho vào túi bóng này, rác sẽ không được thu gom. Ngày, giờ và địa điểm để thu gom rác khác nhau tùy thuộc vào địa chỉ bạn sống. Những người hàng xóm xung quanh bạn cũng biết. Hãy hỏi chủ nhà hoặc đến ủy ban thành phố để biết thêm thông tin chi tiết. Các điểm quan trọng cần lưu ý. Hãy xác nhận phương pháp phân loại rác. Cũng có loại rác không được thu gom. Trong trường hợp bạn không biết phân loại, hãy xác nhận với ủy ban thành phố.